Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi PCB đã theo dõi video này của em ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, thì trong video này em sẽ lên giới thiệu cho bác về một số cái mẫu van để cho anh em chơi condo và anh em chơi một số cây FX các bác nhé. Đấy, thì không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, em sẽ giới thiệu chi tiết về từng mẫu và báo giá công khai cho anh em nhé. Bên em gửi hàng đi cho bác là hàng miễn phí ship COD, được đồng kiểm trước khi thanh toán các bác nhé. Đây, trên tay em đang cầm cái mẫu van này là mẫu van Cricket các bác, mẫu van Cricket hộp mở các bác nhé. Đấy, mẫu van Cricket hộp mở, cái này là phiên bản mới nhất 2024 các bác nhé. Đấy, đây, mẫu mới nhất 2024 được anh em sử dụng khá là nhiều và rộng rãi phổ biến trên thị trường, giá cả nó rất chi là hợp lý các bác nhé. Đấy, con van Cricket hộp mở thì nó luôn luôn có chữ USNO BK5657 Cricket này, khuyên sẽ là khuyên xoay nhé. Anh em mua về anh em tháo cái khuyên này ra, anh em lắp vào khung cho em nhé. Đấy. Còn các bác mua van này nó sẽ có theo cốc tét áp luôn nhé. Anh em nào muốn lắp được, mình về mình phải vặn cái đồng hồ bên áp này ra, xong anh em xả hết hơi ra, anh em xoáy cái cốc tét áp này ra, rồi anh em mình có thể lắp được bình vào đây các bác nhé. Đấy, hiện tại con này thì là khuyên sẽ là khuyên xoay rồi. Mẫu mới 2024 thì hồi áp cực kỳ nhanh, giá cả khá là hợp lý các bác nhé. Đấy, con này thì báo giá công khai cho các bác và anh em nhé. Giá là 750.000 bao ship tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra trước khi thanh toán, hàng đúng mẫu mã, đúng mô tả thì các bác nhận hàng giúp em. Con này bảo hành cho các bác và anh em 6 tháng nhé. Van Cricket hộp mở bảo hành cho anh em thời gian lên đến 6 tháng này. Đấy. Còn bác nào mà chơi những cây các bác nào mà chơi những cây cấu hình, các bác đi săn những con thú to này, hoặc các bác chơi những cây kẹo sờ lung xuyên phá hoặc 6.35 thì các bác nên tham khảo qua cái dòng van này cho em. Cái con van này thì nó cũng giống con van này thôi, giống con van này, nhưng nó khác cái là con này thì đã được làm khoang áp lớn các bác nhé. Đấy, còn tất cả thì nó cũng nguyên bản từ công ty mà ra các bác nhé. Đấy, con này là khoang độ khoang áp, con này là van khoang áp lớn các bác nhé, van Cricket khoang áp lớn các bạn. Đấy, con này thì cũng hộp mở, có 3 lỗ xả khuyên xoay các bác nhé. Đấy, bên này sẽ là đồng hồ hiển thị báo hơi các bác nhé, báo hơi này, bên này báo áp các bạn. Đấy, trong quá trình anh em mua thì em sẽ bơm đẩy hơi lên cho bác để về đến nơi cho bác kiểm tra nó vẫn có hơi có áp như này các bác nhé. Đấy, còn bác nào mà cần chỉnh áp bao nhiêu thì bên em sẽ hỗ trợ chỉnh áp sẵn cho các bác ở đây luôn nhé. Đấy, con này thì phù hợp cho anh em chơi tất cả những loại kẹo từ sờ lung đến xuyên phá, từ 635 cho đến 637, 38, 5.5 đều có thể chơi được hết các bác nhé. Đấy, em sẽ tháo thử cho bác xem nhé. Cái mẫu này thì là nó sẽ là cốc, sẽ là chỉnh áp các bác, chỉnh áp sẽ là bằng ốc, bằng inox các bác. Đấy, chỉnh áp bằng ốc inox này. Đấy, và anh em cũng xả bên áp này ra nhé, xong anh em xoáy cái cốc cái áp này ra, rồi anh em lắp vào bình cho em nhé. Đấy, đây con này thì ốc chỉnh áp sẽ là full inox hết các bác. Đấy, hàng này là hàng full inox từ đầu đến cuối các bác nhé. Đấy, kể cả con hộp mở này cũng vậy các bác, hàng full inox hết các bác nhé. Đấy, đây. Đây các bác về các bác đây các bác nhé, cốc tét áp, cái này là ốc chỉnh áp sẽ là bằng inox hết, full inox nhé, kể cả thân cái con này cũng đều là full inox hết nhé. Đây, anh em xoáy cái cốc tét áp này ra, anh em nắp vào bình cho em nhé. Đấy, sau anh em xoáy chắc vào là dùng ok. Em hướng dẫn qua các bác chỉnh áp một chút nhé, bác nào biết chỉnh rồi thì các bác có thể xem cho vui, bác nào chưa biết chỉnh các bác cố gắng theo dõi kỹ cho em nhé. Đây, các bác để như này á, các bác muốn cho áp tăng áp giảm thì các bác rất là đơn giản thôi. Ví dụ các bác muốn cho giảm áp thì các bác xoáy xuôi theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm áp, còn các bác muốn cho tăng áp các bác xoáy ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ tăng áp các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản nhé. Anh em nào mới chơi thì anh em chỉ cần nhìn qua khá là anh em có thể làm được rồi đó. Một con van Cricket khoang áp lớn như này thì khoang áp lớn này nó sẽ chứa được nhiều hơi hơn các bác nhé. Đấy, khi anh em ben thì cái tốc nó ép cái viên kẹo thì nó cũng mạnh hơn, thì để cho anh em chơi những con thú lớn hoặc những loại sờ lung xuyên phá 635, 638 thì rất chi là ok, đường đạn đi khá là chuẩn các bác nhé. Đấy, con van Cricket này thì hiện tại đang được bên em bán giá công khai là 1.100.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé, van Cricket khoang áp lớn các bác nhé. Đấy, còn bác nào chơi những cây FX thì em lên cho bác con van này, con van Dream, van Dream 7075 nhé. Đấy, anh em nào chơi những con FXQK2 hoặc những con cán quốc ấy, thì các bác nên tham khảo qua cái dòng van này. Con van này thì chính hãng công ty, hàng Dream 7075 VL30MBA này đó.
Con này thì nó chỉnh áp con ốc này các bác cũng rất là tiện, nó không như những cái dòng này. Dòng này anh em phải tháo cái áp ra mới chỉnh được. Con này anh em chỉnh áp ở trên con ốc đục giác này luôn nhé. Đấy, con này là hoàn toàn thân bằng inox hết các bác, thân bằng inox này. Con này thì chống xì sọt cực kỳ là tốt nhé. Lúc nào gửi đi cho anh em cũng trong tình trạng là sẽ có sẵn hơi, có sẵn hơi, có sẵn áp để anh em mình nhận hàng kiểm tra cho nó dễ nhé. Đó. Cái này là hàng chính hãng công ty, giá thì công khai cho anh em là 1.100.000 các bác nhé. Van đờ đen giá 1.100.000 các bác nhé. Đấy, còn van cricket hộp mở này, phiên bản cái này là phiên bản dài nhé. Đấy, phiên bản dài, anh em nào chơi con này cũng rất chi là hợp lý, giá là 750.000 các bác nhé. 750.000. còn bác nào lấy sang con cốc khoang áp lớn này thì giá sẽ là 1.100.000 bao ship tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, thì bác nào muốn mua hàng vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số này của shop để đặt hàng nhé. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video sau. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video này của em ngày hôm nay.